Hai anh em, vâng, tưởng chừng như là đã hết chương trình giảm giá lớn trong năm nay, như đợt 11 tháng 11, 12 tháng 12. Vâng, thì sắp tới Tết 2020 lại có một sự kiện giảm sốc nữa trên Lazada. Và trong video này mình sẽ tổng hợp những cái sự kiện, những cái chương trình giảm giá cực kỳ ngon, để nếu mà ai bỏ lỡ, chưa kịp mua sắm trong đợt vừa rồi 12 tháng 12 và 11 tháng 11 thì chúng ta có thể mua trong đợt này nha anh em. Đây chắc chắn là đợt giảm sốc cuối cùng trong năm nha anh em. Rồi, đầu tiên là lịch sự kiện nhá. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu sơ qua. Anh em muốn xem những cái sự kiện chính xác này, tất cả những sự kiện và thời gian chính xác để chúng ta săn hàng đến mã giảm giá thì mình sẽ để link bài viết ở dưới video nhá. Để anh em vào xem chi tiết hơn. Lịch sự kiện Tết 2020 sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có mã giảm giá 888.000, miễn phí vận chuyển và săn hàng 8.000. Đó, đây là lịch sự kiện này. Thì chương trình Tết này sẽ diễn ra là từ mùng 3 tháng 1. Sự kiện chính sẽ diễn ra từ mùng 3 tháng 1 đến 12 tháng 1. Chúng ta sẽ bắt đầu săn hàng từ 31 tháng 12 nhé. Ngày mùng 3 tháng 1 thì sẽ có đây, anh em có thể nhìn thấy ngày siêu sale Tết này. Mùng 4 tháng 1 là những sản phẩm Lazada Mall giảm giá này. Mùng 5, mùng 6, mùng 7 đến kéo dài đến 12 nhé. Đó, từ mùng 3 đến 12 tháng 1 là sự kiện chính, sẽ có những cái hàng hiệu giảm giá. Cái voucher may mắn 888.000 sẽ có từ 31 tháng 12 đến 12 tháng 1. Đó, hôm nay là ngày 30 tháng 12 rồi, bắt đầu từ ngày mai nha anh em. Đấy, mỗi ngày chúng ta sẽ có voucher 888.000. Cũng giống cái mã giảm giá 12 tháng 12 thì là mã 1.2.000 và 11 tháng 11 là mã 1.1.000 thôi. Và chương trình sách này sẽ quay trở lại. Sách này thì anh em sẽ mở ứng dụng Lazada, mở ra trang chủ ấy, và chúng ta sẽ bắt đầu cầm điện thoại lắc như này. Thì chúng ta sẽ có mã giảm giá, và mã ngon nhất sẽ là mã 88.000. Chúng ta sẽ lắc từ khung giờ 12 giờ đến và khung giờ 20 giờ. Thì anh em lưu ý là chúng ta phải lắc sớm, ví dụ 12 giờ thì khoảng tầm 11 giờ 59 phút 59 giây chúng ta bắt đầu cầm, chúng ta lắc liên tục rồi. Và mã giảm giá sẽ hết khá là nhanh thôi, trong khoảng 5-10 phút là hết mã. Cứ những phút đầu sẽ có mã ngon. Đi nghỉ diệt anh em đều biết rồi, chúng ta sẽ có săn hàng 8.000. Và từ mùng 3 đến 12 tháng 1 đó sẽ có những cái sản phẩm giá cực kỳ ngon trong những khung giờ đây. Những cái sự kiện khác như là điện tử gia dụng giảm 60% và có mã giảm giá 1 triệu này. Thời trang thể thao chúng ta sẽ săn hàng 8.000 này. Nhà cửa đời sống 1 tháng 1 săn hàng 88.000 này. Tất cả đều từ mùng 3 tháng 1 đến 12 tháng 1 nhé. Thời gian diễn ra sự kiện chính đấy. Đồng giá 88.000. Đấy là còn tặng robot hút bụi. Ngon chưa? Sức khỏe làm đẹp, quà tặng từ 188.000. Mẹ và bé đồ chơi mã giảm giá 200.000. Và miễn phí vận chuyển thì cho đơn từ 199.000 nha anh em. Sẽ hỗ trợ tối đa 50.000 phí vận chuyển. Đó là một vài sự kiện chính trên Lazada trong đợt Tết này. Anh em lưu ý là từ ngày mai luôn nhé, 31 tháng 12 chúng ta sẽ săn. Và sự kiện chính sẽ diễn ra từ mùng 3 tháng 12 đến 12 tháng 1. Thì anh em muốn săn hàng giá rẻ không? Anh em cứ vào trang web mình để link dưới video này. Chúng ta sẽ có săn hàng giá rẻ hàng ngày, những cái deal cực kỳ ngon hàng ngày, giảm sốc 90-99% luôn. Mã giảm giá, hàng giá rẻ, không cần sự kiện, hàng ngày vẫn có deal ngon cho anh em luôn. Nhưng mà có sự kiện thì lại càng nhiều deal ngon hơn. Đấy, còn những ngày thường thì nó ít deal ngon và ít mã giảm giá hơn thôi. Ok, chúc anh em săn được thật nhiều hàng giá rẻ nhá. Và năm mới thật mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn để chúng ta săn được thật nhiều hàng. Bye bye anh em. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.